Rồi chào anh em, hôm nay thứ bảy ngày 2 tháng 11 ha, và anh em xem chiếc Cúp Tâm 90 đời 2007. Em mình có nhu cầu cần chơi về sưu tầm hay gì đó, alo ha. Chiếc này bao rút hồ sơ cho anh em, xe đẹp lắm đó ha. Đèn còi xi nhan ok hết ha. Rồi mời anh em xem chi tiết ha, đi vòng qua sơ cái anh em xem chi tiết. Anh em cần thì mình gửi hình chi tiết qua cho. Đất 2007 nha. Mọi chi tiết đều hoàn hảo hết. Đó. Quay chi tiết từng góc cạnh luôn. Này video dài nên mình phải quay thoải mái luôn ha. Này xe mình nó để không có chạy nhiều. Nên chạy thường xuyên nó mới đã. Máy nó ngọt như mía lùi ha. Vỏ này theo xe luôn nè, đát còn nguyên nè ha, hay là 7. Đó. Anh em có nhu cầu cần thì alo ha. Nhìn mơ chưa? Anh em cần về tổng chiếc về chạy một vòng, cà phê, giấy tờ hợp lại cho anh em rút nhập thoải mái luôn. Quay từng chi tiết chậm chậm cho anh em dễ xem ha. Đó, anh em mà có nhu cầu thì alo liền. Xe này ngoài 80 nha. Rồi xem cuối video mình báo giá chính xác cho anh em dễ cần thì chốt luôn ha. Đó. Gầm dưới nè, nhìn đã không? Rồi, 16 nè ha. Rồi anh em mình cần thì vui lòng alo. Quá đẹp luôn. Made in Japan ha. Quay chi tiết luôn ha, để cho anh em ở xa dòm cho nó kỹ. Hay là 7 ha. Rồi anh em mà có nhu cầu cần thì vui lòng alo 0978 79 798 ha. Hoặc kết nối Zalo mình báo giá chính xác. Hoặc là chờ xem cuối video này sẽ có báo giá chính xác cho anh em luôn. Bao rút hồ sơ toàn tập từ A đến Z. Anh em xem chi tiết đi.
Xe này zin từ A đến Z luôn. Này về chạy cà phê là hết chơi chỗ nào luôn. Quá đã. Ống dây của nó nè. Bạch đồ ngon lành hết. Theo dòng thời gian thì chắc chắn nó sẽ có một số lốm đốm vậy. Không có bắn, không có dặm, không có tỉ chỗ nào hết ha. Để tốt là không có chơi. Chưa, nhìn đã chưa? Đấy nè. Quay chậm chậm chi tiết rõ ràng cho anh em nhìn nó phơi. Phơi tới nách thì anh em dứt. Cho đạp nè, bảy màu nổi cộm luôn luôn. Sáng như mặt trời ha. Này mỗi sáng anh em mua về cái mỗi sáng anh em ngồi lao cũng sướng tay nữa. Bóng càng lao càng bóng. Ha. Này rút hồ sơ hết ha. Cái nắp sàn ra. Được đã chưa? Yên Yarin ha. Thì toàn tập từ A đến Z. Chỉ có cái để lầu bình hơi yếu xíu nên đạp một cái cho nó rồi. Anh em mình xem ưng bụng thì vui lòng alo 0978797978 kèm theo bẩn kính, bao ship, bao rút hồ sơ. Anh em về chơi ra tên trong một nút nhạc luôn ha. Rồi bẩn để đây rồi kèm theo đầy đủ luôn. Từ tháo cái bẩn ra quay mới rõ ràng cho anh em, còn để bẩn thì quay nó không có hết. Tháo bẩn quay mới hết được. Góc cạnh đồ quay rõ ràng cho anh em dễ nhìn, ở xa dễ nhìn ha. Càng còi xi nhan vô tư. Rồi anh em cần alo 0978797978. Anh em có nhu cầu cần xe CD, CL, CDS, CUP 81, 86, 82, 84, rồi DD gì đó, vui lòng gọi ha. Chiếc này để cho anh em giá hữu nghị là 88 triệu, bao rút hồ sơ, bao ship. Không chạy nó hơi ngọt xăng xíu thôi. Máy thì thầm luôn. Máy 90 về là quá đã rồi. Còi xi nhan đèn đuốc sáng trưng. Rồi cảm ơn anh em theo dõi. Anh em cần vui lòng alo 0978 79 78. Chiếc này 88 triệu,
bao rút hồ sơ, bao ship toàn tập cho anh em, về anh em chơi luôn. Ra tên trong một nút nhạc. Rồi, cảm ơn anh em theo dõi, chào hẹn gặp lại anh em ở video sau.